Chào các bạn trở lại, Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Một ngôi nhà có phong thủy tốt thường là vuông vắng, sạch sẽ và ánh sáng đủ, không khí phải trong lành. Người trong nhà lại có tâm thông cảm, sống chan hòa với hàng xóm. Chúng ta hoàn toàn có thể tự chủ vận mệnh của chính mình thông qua thân ngữ ý lành thiện. Ngày ngày huân tập điều lành không chỉ tạo phong thủy tốt cho ngôi nhà mà còn tạo được phước báo cho mai sau. Khải Toàn xin chia sẻ vài trường hợp thực tế về phong thủy tốt trong nhà và trước sân nhà của mỗi người. Giả dụ mỗi ngày bước ra khỏi nhà, hãy gật đầu chào và nở nụ cười với hàng xóm. Đó chính là khoảnh khắc tạo từ trường lành thiện, từ sân nhà của mình và trong tâm ý của mình. Xem phong thủy nhà cửa là xem gì? Liệu có thay đổi được hay không? Vâng, hoàn toàn có thể thay đổi. Tuy nhiên, từ trường những người sống trong nhà này mới chính là quyết định phong thủy tốt hay không. Hiểu đơn giản, vạn vật đều có từ trường. Phong thủy là thuật số giải quẻ của ngôi nhà. Sắp xếp bài trí đồ vật ra sao, sắp xếp bài trí đồ vật trong nhà hay mảnh đất ấy giúp cho từ trường hài hòa. Các bạn không nên xem phong thủy là mê tín, càng không nên xem phong thủy là bản năng. Hãy xem phong thủy như một phương tiện, một nguồn kiến thức trong cuộc sống, ví như ăn cơm có thêm canh giúp cân bằng âm dương, hay là ăn rau để cân bằng âm dương trong cơ thể. Ví như ngày nay biết một ít về công nghệ quả là tiện lợi. Vì vậy, biết thêm phong thủy thì tốt, không biết cũng chẳng sao. Trên tất cả, tu dưỡng tâm tánh, làm lành tránh ác, giúp tâm bình khí hòa, là thần dược cho cuộc sống an vui. Cuối năm trước, Khải Toàn xem phong thủy cho hai vị đặc biệt. Hai gia đình này đều là hàng xóm trong khu phố. Xem phong thủy từ trường học, xem phong thủy đến nhà cửa. Quả thật phước lành khi được những vị ấy cho cơ hội. Sau vài buổi trò chuyện, Khải Toàn mới nghe gia đình người chị kể lại. Trước đây công việc tự dưng trở ngại, vẫn dùng mọi phương pháp khoa học nhưng không mấy tiến triển, quyết định tìm đến phong thủy nhờ giúp đỡ. Tuy đã tìm được một thầy phong thủy có tiếng, nhưng trong nhiều tháng đắn đo, không biết có nên mời thầy ấy hay không. Vào một hôm, khi em đi tập thể dục ngang nhà thầy, dù chưa từng quen biết thầy trước đó, thầy đã gật đầu chào và nở nụ cười với em. Em chào đáp lễ và thấy thầy quen lắm. Về nhà mới chợt nhớ lại, có lần vô tình lướt xem video của thầy trên mạng, nhưng sau đó không nhớ tên để tìm lại. Ngày hôm ấy em về xem lại rất nhiều video của thầy, cảm thấy thầy là người em cần sự trợ giúp và đã liên hệ ngay. Đúng như câu nói trong sách thiền, duyên phận do mình tạo ra. Người này muốn kết duyên với người kia, bèn nở nụ cười và cất tiếng chào. Thế là một mối nhân duyên mới được kết giao. Nếu ngày nào mình cũng ngơ ngơ cái mặt thì làm sao kết duyên với ai cho được. Bản thân Khải Toàn luôn gật đầu chào những ai đi ngang nhà. Đây là một hành động rất tự nhiên. Sau này ngẫm lại, hóa ra hành động ấy chính là điều lành. Chính mình tự tạo ra từ trường lành ngay trước cửa nhà. Thế là bất kỳ lần nào tiếp theo, hàng xóm đi ngang nhà có một sự thiện cảm khi nhìn vào nhà mình. Bạn nên biết, vật chất được tạo thành bởi năng lượng. Năng lượng cô đặc ở một trạng thái nhất định sẽ tạo ra vật chất. Thế thì ý niệm chúng ta chính là năng lượng mạnh mẽ nhất. Nói xa hơn, vũ trụ ban đầu từ một không gian rỗng như một quả bóng, chẳng có vật chất như hiện nay. Chính từ nguồn năng lượng trong vũ trụ tạo ra vạn vật. Trong tâm khởi ý niệm thiện, bạn đã tự tạo làn sóng thiện. Trong tâm nghĩ chuyện vui, tự dưng sắc thái trên gương mặt tươi vui. Đó chính là tâm thiện tướng chuyển. Tâm ý là năng lượng, ngôn ngữ là năng lượng, ý thiện tạo ra tần sóng thiện là lẽ tự nhiên. Bạn hãy thử ngày ngày nở nụ cười và gật đầu chào với hàng xóm, với đồng nghiệp, với bất kỳ ai có thể gặp được. Bạn sẽ cảm thọ được nguồn năng lượng từ bên trong và cả bên ngoài. Phương pháp đơn giản ấy là cách tạo ra phong thủy tốt cho những nơi mình sinh sống,
tuy là điều đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Phong thủy không chỉ là môi trường, phong thủy phụ thuộc vào tâm tánh hành vi của con người. Chọn ngôi nhà tốt theo phong thủy, gia tăng cơ hội sống an ổn, giảm hung họa đi. Chọn được ngôi nhà tốt theo phong thủy không đồng nghĩa vào ở sẽ phát tài ngay, nhưng sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi hơn. Mệnh phát tài còn phụ thuộc vào vận hạn, phụ thuộc vào phước lành đã tạo trong quá khứ. Phước đức, tuổi thọ, sức khỏe, tiền bạc do đâu mà có? Điều này có thể thấy trong mệnh của bạn. Tất thảy do tạo tác từ đời trước của bạn mà có. Đời này có được thêm là do tu pháp bố thí. Muốn có phong thủy tốt, trước tiên phải quan sát môi trường lớn. Xem khu vực lớn rồi mới đến bé. Xem quận huyện rồi mới đến con đường của mình chọn. Bất kỳ một ngôi nhà lớn nhỏ nào đều bị ảnh hưởng cả vùng, cả thành phố hay khu vực đó. Không nên nghĩ rằng nhà mình tốt là tốt nhất. Giả dụ khu vực bạn sinh sống thiếu an ninh hay ngập nước nhiều thì không thể nào hoàn toàn tốt được. Mỗi ngôi nhà, mỗi gian phòng nhỏ trong nhà chỉ là một vũ trụ nhỏ trong không gian to lớn. Nạp được khí của một ngôi nhà nhỏ, sức nạp tài của nó rất ít. Vì vậy, cần xem cả khu vực rồi mới đến ngôi nhà của mình. Muốn tìm được một ngôi nhà tốt nên chú ý đến khu vực, dân trí, tiện ích. Rồi tìm được ngôi nhà sớm an cư lập nghiệp quả thật không dễ dàng. Tuy nhiên, ngôi nhà cũng là một cơ duyên trong cuộc đời mỗi người. Vì nhà chọn người hơn người chọn nhà. Nói về căn hộ, tầng càng thấp nhất định phải nạp được khí đất, không nạp khí trời. Phong thủy căn hộ ứng nghiệm không cao như nhà phố, vì nhà phố đóng khí từ cửa chính đón khí riêng. Với căn hộ ảnh hưởng khí của cả tòa nhà rồi mới đến ban công cửa chính của ngôi nhà. Tính theo huyền không vi tinh, sau năm 2024 bước qua vận chính, các tầng có thêm từ trường tốt là 1, 2, 5, 10, 11, 14 hoặc là 19, 20, 24. Dù nhà ngoài hay căn hộ nên chọn nhà kiểu mẫu, tức nhà theo một hình mẫu chuẩn. Không nên phạm hình sát, sẽ có nhiều cơ hội thu nạp tài lộc. Ví dụ nhà nên vuông vắn, không bị thiếu góc. Nhà nở hậu quá nhiều là nhà thiếu góc. Khải Toàn xin ví dụ, cửa không nên đối xung trực tiếp quá gần. Nhà nên vuông vắn, quang cảnh bên ngoài ưa nhìn. Nếu có thể nên biết ai đã sống trước đây trong ngôi nhà này. Tránh trường hợp có từ trường không lành, mất nhiều thời gian mới có thể hóa giải được. Càng không nên chọn nhà càng vào càng hẹp, vì không tích tụ được khí, rất ảnh hưởng đến vận khí và cả sự độ lượng của những người sống trong nhà. Nếu bên ngoài nhà và bên trong nhà độ hẹp không đáng kể thì không sao. Nhà nhọn hoặc trên mảnh đất hình tam giác là không tốt, ảnh hưởng đến thần kinh. Nhà mua hoặc thuê lại tốt nhất không nên dùng đồ cũ của gia chủ cũ, nhất là nhà có người đã mất. Đồ dùng cũ ít nhiều đã ám khí người trong nhà trước kia, nhất là giường, tủ gỗ hay là máy lạnh. Mọi thứ bên trong nhà ta có thể bài trí theo ý mình, nhưng bên ngoài nhà là không thể. Giả dụ trước nhà có trụ điện quá to, có cống rãnh hay là đối diện nhà có hình thù kỳ quái. Thậm chí cạnh vài căn nhà có nhà bán đồ nướng khói nghi ngút. Tất thảy là phong thủy kém mà ta không thể thay đổi. Chọn nhà có phong thủy tốt từ khu vực, quang cảnh bên ngoài, cách cục ngôi nhà, số nhà, tên đường, tọa độ. Vâng, rất nhiều đề mục nhưng những đề mục trên là lưu ý cơ bản. Khải Toàn hy vọng các bạn tự khai ngộ, tâm tánh của mình là phong thủy quan trọng nhất. Tâm cảm thông, gia đạo an hòa, tâm thiện sinh từ trường thiện lành. Tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết. Để tâm lành tâm thiện, ngày ngày cần tu dưỡng tâm tánh, cần giáo pháp, cần hành thiền. Giáo pháp không chỉ đọc hay nghe vài lần, cần nghe cả trăm ngàn lần. Một buổi ngồi thiền nhắm mắt hành thiền không phải là tu thiền. Thiền là ngoài không chấp tướng, trong không vọng tưởng. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.